ngắm ý mười năm ý sự thương khó Đức Chúa Giêsu ý thương ý ôi con Đức Chúa lời ra đời chịu trăm ý nghìn ý sự thương khó cho đến chết ý vì tội thiên ý hại. Thứ nhất ý thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên ý hại thì có thằng Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm y cùng dạy dỗ những sự hiền y lành mà quỷ dụng lòng y nó ban Đức Chúa Giêsu cho quân du rêu 30 đồng ý bạc ý. Vậy Đức ý Chúa Giêsu thương thiên ý hạ toàn ý liệu mình chịu chết ý thì ra Đức ý mẹ Mary thành Jerusalem là kẻ trợ nước Judea ý. Xong ý lẽ trước chịu nạn thì để mấy Đức Chúa Giêsu nay nước mà quỳ xuống dựa chân cho căng đầy tơ cả cùng dựa chân ý thẳng dù đa vui chẳng những nước không ý cùng ý lấy nước mắt giữa chân nó nữa vì thương tiếc linh ý hồn ấy dình mất đoạn Đức ý Chúa Giêsu truyền phép thanh thể cho thiên ý mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết ý đời. Khi ngắm ý bấy nhiêu ý sự thì nguyện một kinh ý lạy cha mười kinh kinh ý mừng ý đội ơn Đức Chúa Giêsu đã truyền phép thịt máu mình cho chúng y con lại xin xuống xưng giữ đạo cho y tròn y trời bắt nia trước thằng rũ y đa ban Đức Chúa Giêsu làm vậy.
thứ hai thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu để mây thấy tội thiên hạ cùng thằng Giu-đa phải xa hoa ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó ý thì Đức Chúa Giêsu nó buồn thì sầu não ý liền vào một vườn làng ấy gọi là Diệt Si Ma Y Ni ấy thì chọn ba đầy tớ đi cùng ấy. Một là ông Thánh Phê-rô, hai là ông Thánh Gia-cô-i-bê, ba là ông Thánh Gioan, ý thì Đức Chúa Giêsu sắp mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi còn nguyện thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần yên ủi Đức Chúa Giêsu ý vào chịu nạn cho cả và loài người ta được khỏi tội. Ý đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm ý cho nên nhọc cả và mình ý những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống nghỉ đất. Ý khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha ý mười kinh kinh ý mừng ý thương Đức Chúa Giêsu lo buồn vì chúng nghĩ tôi ý xin dốc lòng ý chưa mọi tội ý làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy. Amen. Ngày thứ bảy thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã biết để thằng Giu-đa cùng các quân dữ đã đến gần thế Đức Chúa Giêsu ra rước ngõ bây giờ thằng Giu-đa ra trước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu
mà người đã biết lòng nói độc thế nhịn mà chào đó đoán hiền hỏi các quân giới rằng bay đi tìm ai nó thưa rằng chúng ta đi tìm Giê-xu Na-ra-rên bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán rằng lạy ta nói liền ngã ra hết đoạn Đức Chúa Giê-xu cho nó đứng dậy mà lại hỏi như khi trước nó lại thưa như vậy thì người mới phói mình cho nó bắn khi ấy ông thánh phê dô chém đứt tay một người đầy tớ cả du rêu mà Đức Chúa Giê-xu của ông Thánh Phê-rô cùng chữa tay thằng ấy cho đã bây giờ quận giữ nay nói tôi sắt cùng dây dài mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giê-xu cùng đâm miệng 30 lần mà lôi đi. Đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần mà quân dỡ đạp dậy. Có kẻ lấy nòng gươm mà thục, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt nãy châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu mà dòng dây bắt Đức Chúa Giê-xu nổi dưới sông nảnh neo dài xen. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh này cha mười kinh kinh mừng
Vâng, Đức Chúa Giêsu xưa chịu khó vì chúng tôi. Xin mở dây là buộc ninh hồn chúng tôi. Amen. Hệ thứ bốn thì ngắm khế quân dở lộp Đức Chúa Giêsu cho ăn nát là cha vợ cái phải làm thầy cả rồi y dèo mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó trong nhà ấy. Đoạn mới lộp cho cái phải bây giờ có một người cả quan xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt Thiên Hạ ấy. Thầy cả du reo nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng dài mình là con Đức Chúa Trời, thế mắng rằng ấy mày đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào mà làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi để mây cuốn giữ bắt trôi tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá mà nấy khăn che mặt đoạn mới nhổ cùng giật tóc và dấu Đức Chúa Giêsu nãy nay rồi cùng bên giày đi đánh ngang mặt nại và thâu đêm 400 lần để mấy có kẻ hỏi ông thanh về rồi rằng mày phải đầy tớ
thiên sợ mà chối bai nần rằng min chẳng biết người ấy nãy ai được Chúa Giêsu thương mà trở mặt ra xem ông thánh phê rồi. Bây giờ người mới ăn năn tội ấy năm ra ngoài khóc nóc chẳng có khi đừng trọn đời đến giờ mai gà gáy nhớ đến tội xưa niên khóc nóc ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh này cha mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu cho chúng tôi sức mạnh mà xứng đạo Đức Chúa Giêsu ra kéo ngày nào chối chẳng amen. Thứ lâm thủy ngắm khuê quân giữ sớm mai lộp Đức Chúa Giêsu cho quan chân thủ tên là Phi La tôi mà quân ấy xét chẳng thấy sợ gì lỗi thì khiến tha nhưng mà quân ấy kêu can chẳng trôi thì Phi La Tô phó Đức Chúa Giêsu cho mặc vua Herodes xét mà Herodes hỏi mọi lẽ xong lẽ Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều hình cho lên vua ấy giận mà chê rằng người lấy dại lào biết gì mà lộp cho ta xét làm sao ấy đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc hề rằng người dài thì mặc áo ấy mà đem về trả quan Phi lại tôi khi còn đi dọc đường thì các quan ấy
đánh Đức Chúa Giêsu cùng làm những sự xấu hổ phi la tô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương vốn ân thôi rồi dều đến ngày lễ cả thường tha một người tù cùng có đưa trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba cầm đây thì Phi-la-tô hỏi dân rằng một là Giê-xu hai là Ba-ra-ba mày muốn cai ai bây giờ lo thưa lên rằng tha Ba-ra-ba giết Giê-xu mà chơi khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lấy trai mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu xưa chịu xấu hổ vì chúng tôi xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự chờ ban trước quân đuổi rêu yêu kẻ gian dữ mà bỏ mặc mọi sự lấy làm chi. Amen. Thì thứ sau ấy, thì ngắm khi phi la tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giêsu thì phó cho niềm lòng quân du rêu bây giờ lo lột áo ra liền trói chân tay vào cột đá lấy ngành ga đánh cả và mình Đức Chúa Giêsu giữa năm nghìn đòn cho nên đã lên thì
chẳng còn nơi đâu lành. Mặt môi trắng còn hình tượng người ta nữa, xong lẽ bấy nhiêu quân mây chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu suốt nó đành nghĩ nhọc mỏi thay, nhưng mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hại. Khi gặp bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lấy che mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu, phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ, xin cho chúng tôi dốc lòng chưa tôi làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm vậy. Amen. Ngày thứ bảy thì ngon khi quân dự đã đánh Đức Chúa Giêsu đoạn, thì người mặc áo vào thì mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dự lại giật áo đi, thì cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo nó liền, khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đỏ, đoạn lấy những gai khoanh tròn làm nén đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu. 72 cái gai thì lọt vào hồ óc, thì máu chảy xuống đầy mặt dòng dòng, nó liền khiến người ngồi, đoạn
quỳ xuống nhau rằng: Tâu vua du rêu, hê cùng nhổ ngang nghe mặt, có đưa lấy rồi mà và trên gai lọt vào cho lắm. Hề có kẻ thì và ngang mặt, cho nên máu trong miệng chảy ra. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, thì mười kinh kính mừng thương Đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất. Xin cho chúng tôi thờ phượng cùng kinh mến trên hết mọi sự. Amen. Thơ ta mê thì ngắm khi vi la tô tay các ngơ quan làm khôn Đức Chúa Giêsu quá lẻ lắm thì thương nhỉ, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khôn là làm vậy cũng nghĩ thương nhỉ chăng. Thì phi la tô đem ý người lên nơi cao trước mặt thiên ý hại mà rằng: Lạy là người ấy, dân liền kêu lên ý rằng: Đem đi, đem đi đóng đành nó vào cây thập giá. Phi la tô lại rằng: Ta đóng đành vua bay làm sao? Dân thưa ấy rằng: Chúng tôi có một vua tên là Xê-sa-rê mãi trời. Bây giờ Phi-la-tô thầy bắt công hải dân cao mình cùng vua chăng? Thì phó Đức Chúa Giêsu cho dân đem đi diệt đi. Khi ngắm
bấy nhiêu sự. Thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh nghi mừng nghi thương Đức Chúa Giêsu. Xin cho chúng tôi giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến ni trọn ni đời. Chờ bắt chưa quân du rêu chẳng nhìn Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Thế thứ chín, thế ngắm khi quân du rêu đóng cây thanh ra lặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giêsu vác đi. Thì người yêu nhọc hết sức vác đi, đâu ngã xuống đất, mà quân dư chẳng thương, lại đạp dây dục đi cho chóng. Thế sau nữa nó sợ người chết dọc đường chẳng đến nơi chăng, thế nó mượn một người đi đàng vạc đỡ. Thì khi ấy ca và thiên hạ theo mà xem, xong nghe những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc, mà người trợ mặt lại rằng: ở con thành Giê-ru-sa-lem về chợ khóc thương tao làm chi? Một cọc thương bay cùng con cháu mấy ngày, sao phải khôn mà chớ. Hề đang khi người còn vạc thánh ra đi, thì có một bà tên là Vê-do-li-ca, thì thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu thì những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho người nột mặt đi hết hình tượng, mặt liền vào trong khăn ấy, giày hay còn ở thành rồi mai. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh
mừng. Thương Đức Chúa Giêsu, bạc thánh giá lặng về tội chúng tôi, để xin cho chúng tôi được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Thứ mười thì ngắm khi quân giữ đêm Đức Chúa Giêsu lên núi đến nà ca la va ri ô nà nơi những xó kẻ phải riết vì có tội nỗi mà quân ấy khiến Đức Chúa Giêsu uống rượu với của đắng đoạn nó lột áo ra những máu lơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo ý. Bây giờ lo ba Đức Chúa Giêsu làm ngựa trên thánh ra liền ấy búa đóng đánh tay ta tay hiệu thì nó buộc kéo hết sức liền ra ăn sướng ngực ra cho lên Đức Chúa Giêsu đau lắm đoạn nó lại kéo ấy chân xuống cho đến lỗ lo làm đã sẵn mà đóng đánh vào. Bây giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng Giêsu là gia dân là vua rú đều đoạn đóng ván ấy vào thành ra ý quan viết chữ ấy cho sâu hồn sống lặng thì sạch ra máu chảy xuống đất rồng rồng. Bây giờ bốn người các quan lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu cắt
chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm ai được thì lấy hết đi. Đoán những sai cùng các khoan cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ. Vì mà Đức ơi Chúa Giêsu nguyện rằng con xin Đức Chúa cha tha tội cho lo vì lầm chẳng biết gì để ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha thì mười kinh kinh mừng thương hệ Đức Chúa Giêsu chịu đòn chịu đóng đánh vì cả và loài người ta xin rưng mình chúng tôi cho Đức Chúa Giêsu vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen. Thứ mười một thì ngắm khi quân giữ đông đánh Đức Chúa Giêsu cùng đóng đánh hai người trộm cơm hai bên mà đưa bên tà măng Đức Chúa Giêsu rằng phải con Đức Chúa Trời sao rằng chưa mình cùng chữa ta lưỡi. Bây giờ người bên hữu mang lời rằng ta là kẻ có tội đang xa hòa ngục chiều đông đánh thì thầm phải lao người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách người làm chi. Đoạn xin cùng Đức Chúa Giêsu rằng lạy Chúa tôi khi lào lên nương trên trời nhớ đến tôi cùng. Bây giờ Đức Chúa Giêsu chờ mặt lại cùng người ấy mà phán rằng
thật hôm nay ta cho mày ở nơi vui vẻ cùng ta, sau quỷ lửa dân thanh Đức Mẹ mang tiếng đã đem con đi diễn đi, thì người đi theo dọc đàng thấy mau con đi rời, mà đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu lán, thì các quan đóng đánh người, thì cũng như đóng đánh trong lòng Đức Mẹ với, vì người yêu con trên hết mọi sự. Vậy Đức Chúa Giêsu thay Đức Mẹ đứng gần ông thanh dò an, thì thương mà phan đi rằng bà kia ấy do là con bà, lại phan ấy cùng ông thanh dò an rằng bà ơi là mẹ mày. Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật một ít nữa con chẳng còn ở cùng mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngọ mà cả vào trời đất liền tôi tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đang Chúa sinh lên muôn vật chịu lan cùng chịu sâu hổ dường ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng thương ở Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho chúng tôi được làm con dân thánh Đức Bà ấy, như ông thanh Gioan thuở xưa. Amen. Thứ 12 thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu
một giờ rưỡi ở trên thánh giá, mà ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thì đoàn đường Chúa Giêsu than thở ca tiếng rằng đường Chúa Cha để con chịu một mình làm sao? Y người nói làm vậy cho thiên hạ biết đường Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi. Đoạn đường Chúa Giêsu mất máu thì kêu rằng khát nước, quân dự liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bây giờ người phán rằng đã đoán ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng thượng đương Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, chớ bắt trước quân du reo, lấy của Chúa cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi, mất lòng Đức Chúa Giêsu lửa. Amen. Tôi mười ba thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì nõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu tha thiêng rằng con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha. Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như ra Đức Mẹ vậy mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác niền sinh thì bây giờ cả và thiên hạ liền đỡ lui non là đã vỡ ra, màn trong nhà thờ
sẽ ra làm hai. Y một kẻ chết đi bỗng chốc liền mở ra, mà trời đất thì u ám. Y như thương y Đức Chúa Giêsu đã chịu chết đi vì tội thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sợ thì nguyện một kinh lạy Cha, mười kinh kinh mừng, đôi ơn Cha cả đã chịu chết vì con giờ là chúng tôi. Xin dốc lòng chừa mọi tội, làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết đi làm vậy. Amen. Thứ mười bốn thì ngắm khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác xuống ngục tổ tông cứu những linh hồn căng thánh xưa ở đây. Đợi trông Đức Chúa Giêsu xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bây giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm ý vậy thì xứng dài rằng người này là con Đức Chúa Trời thân, liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội trọng ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy Cha, mười kinh kinh mừng. Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng tôi còn ở dưới thế, trong ngày sau thay mặt cực tôn cực lành như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen. Thì thứ mười lăm thì ngắm khi xác Đức Chúa Giêsu còn trên thánh giá
thì có một người các quan nơi đồng mà đâm cảnh nương nóng Đức Chúa Giêsu phải trái tim bây giờ máu cùng nước chảy ra sóng né khi ấy xác Đức Chúa Giêsu chẳng có đau vì đã sinh thì nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm như đâm trong lòng vậy vì nó chẳng thương khi còn sống cũng chẳng thương khi đã sinh thì đoạn hai người trọng là đầy tớ Đức Chúa Giêsu một là Giuse hai là Nicosimo cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ khóc lóc thương con chẳng có khi đừng nghe đoạn nghe tầm xác Đức Chúa Giêsu mà tang trong hang đá cũng như cất xác Đức Mẹ với vì người thảm thiết thương con năm khi cất xác con thì như cắt ruột Mẹ ra vậy khi ngầm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu để cho người ta cất xác xuống đất xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu vì tội thiên hạ ấy mà tích trong lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen.